Sự sống bắt đầu từ đâu là câu hỏi đã ám ảnh con người từ thuở sơ khai. Giả thuyết thì có rất nhiều, nhưng những bằng chứng khoa học gần đây có thể đưa con người đến một kết luận gây sốc cho cả nhân loại. Có khả năng sự sống ở trái đất là bắt nguồn từ sao Kim. Dưới sự quan sát của con người, sao Kim ở thời điểm hiện tại là một địa ngục đích thực. Đó là một hành tinh nóng bỏng được bao phủ dày đặc bởi những đám mây axit. Nhưng sao Kim ở quá khứ là một sao Kim rất khác biệt. Khi sự sống đang căng đầy ở trên sao Kim thì sự sống ở trái đất lại chỉ mới ở thời kỳ sơ khai. Sự sống thực hiện sứ mệnh của sự sống, đó là sinh sôi nảy nở và lan ra tìm nơi sinh sống mới. Và sự sống trên sao Kim tìm đến nơi sống mới, đó chính là trái đất. Mặc dù đây chỉ là phỏng đoán, nhưng là phỏng đoán với những bằng chứng khoa học thuyết phục. Những vệ tinh nghiên cứu sao Kim đã được phóng đi từ trái đất từ thập niên 80. Khi vệ tinh của NASA tiếp cận sao Kim vào năm 1978, nó đã thu thập được những dấu hiệu của đại dương trên bề mặt của hành tinh này. Thời gian gần đây, nhiều bằng chứng mới được tìm thấy đã chứng minh hành tinh này đang chứa đựng sự sống. Những nghiên cứu từ NASA đã xác nhận rằng, ngày trước, môi trường ở sao Kim là tương đối dễ chịu. Nó có nước tồn tại ở dạng lỏng và điều kiện sống phù hợp cho sự phát triển của sinh vật. Trong suốt 3 tỷ năm, nhiệt độ của hành tinh nằm trong khoảng từ 50 đến âm 20 độ C. Khoảng nhiệt độ này mặc dù không dễ chịu như trái đất, nhưng vẫn là khoảng nhiệt độ lý tưởng cho sự sống. Trong giai đoạn này, đại dương có thể đã tồn tại trên sao Kim. Những cấu trúc sống căn bản như vi khuẩn và tảo có thể đã hiện diện. Sử dụng mô phỏng từ máy tính, các nhà khoa học đã tạo ra được 5 giả thiết khác nhau. Mỗi giả thiết đặt sao Kim vào một điều kiện sống khác nhau. Những yếu tố địa hình, lượng nước từ đại dương và khí hậu đều được đưa vào tính toán. Nhiều giả thiết khác vẫn đang được phát triển để nghiên cứu sao Kim ở những thời kỳ khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, sao Kim nhận được lượng bức xạ từ mặt trời cao gấp đôi so với lượng bức xạ mà trái đất nhận được. Vị trí của sao Kim nằm quá gần mặt trời để có thể chứa được nước ở dạng lỏng. Nhiệt độ bề mặt của sao Kim lên đến 475 độ C, nóng tới mức khiến cho chì bị tan chảy. Tốc độ xoay quanh trục của sao Kim lại quá chậm. Nếu như so sánh với trái đất, một ngày trên sao Kim bằng với 243 ngày trên trái đất, trong khi một năm của nó dài bằng 225 ngày. Sao Kim là hành tinh mà ngày dài hơn năm. Nhưng hàng tỷ năm trước, sao Kim là một hành tinh hoàn toàn khác biệt. Nhiệt độ bề mặt của nó có thể giảm đi nhanh chóng và tốc độ xoay quanh trục của nó là nhanh hơn rất nhiều. Đây là phiên bản sao Kim mà sự sống có thể tồn tại được. Giả thuyết của các nhà khoa học là sự sống ở hệ mặt trời được xuất phát từ sao Kim, sau đó di chuyển sang trái đất hoặc ngược lại, từ trái đất chuyển sang sao Kim. Nhưng nếu như sự sống đã từng tồn tại trên sao Kim, điều gì đã khiến cho nó biến mất? Và liệu nó đã biến mất hoàn toàn hay chưa? Các nhà khoa học tin rằng khí hậu trên sao Kim ở thời điểm hiện tại sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu như carbon dioxide được lưu trữ trong đất đá của hành tinh không bị giải phóng ra bên ngoài. Khoảng 700 đến 750 triệu năm trước, carbon từ đất đá của sao Kim đồng loạt bị thải ra ngoài khí quyển dưới dạng carbon dioxide. Điều này đã dẫn tới hiện tượng hiệu ứng nhà kính ở mức độ cực đoan. Nguyên nhân của sự kiện này vẫn chưa được các nhà khoa học tìm ra, nhưng họ phỏng đoán có thể là do hoạt động của núi lửa trên sao Kim. Có một giai đoạn, bề mặt của sao Kim bị bao phủ hoàn toàn bởi dung nham phun từ núi lửa. Nó xóa hết tất cả mọi dấu vết của bề mặt sao Kim trước đó. Thảm họa thiên nhiên này đã biến sao Kim từ một hành tinh xanh thành một địa ngục nóng hực. Nhìn vào sao Kim, chúng ta nhìn thấy được hình bóng của trái đất. Hành tinh xanh của chúng ta đang đi trên một con đường rất giống với con đường mà sao Kim đã đi trong quá khứ. Chúng ta phát tán carbon từ đất đá, cụ thể là than và khí đốt, đẩy trái đất vào quỹ đạo của thảm họa khí hậu gây ra bởi hiệu ứng nhà kính. Quay trở lại với sao Kim, nếu như sự sống đã từng tồn tại trên sao Kim thì bây giờ chúng đang ở đâu? Chỉ có hai khả năng, chúng bị xóa sổ hoàn toàn hoặc chúng đã tiến hóa thành dạng sống thích nghi với điều kiện mới. Siêu năng lực của sự sống đó chính là khả năng thích nghi. Sự sống trên sao Kim có thể đã di chuyển lên khí quyển khi mà nước trên bề mặt đã bị cạn kiệt. Hiện tại, sự sống vẫn có thể tồn tại trên các đám mây của sao Kim, bởi vì trên những đám mây này vẫn có sự tồn tại của hơi nước và axit sulfuric. Sự sống hoàn toàn có thể tồn tại được trên các đám mây lơ lửng. Bằng chứng là ở trái đất, bầu khí quyển của chúng ta có chứa gần 2 triệu tấn vi khuẩn, kèm theo đó là 55 triệu tấn bào tử nấm và không biết bao nhiêu là vi tảo. Nhờ vào những vi sinh vật này mà mưa ở trái đất diễn ra thường xuyên hơn và ổn định hơn so với khi không có chúng. Còn trên các đám mây của sao Kim, những sinh vật ngoài hành tinh có thể đang sinh trưởng và phát triển ở đó. Những đám mây trên sao Kim ổn định hơn mây của trái đất rất nhiều, cách mặt đất 50 km, nơi mà nhiệt độ và áp suất giống với bề mặt của trái đất. Các nhà khoa học đã quan sát được những đường tối màu, dấu hiệu của việc tia cực tím bị hấp thụ. Hiện tượng này có thể là dấu hiệu của sự sống đang tồn tại. Chưa hết, trên bầu khí quyển của sao Kim, dưới tác động liên tục của sấm sét và bức xạ mặt trời, lẽ ra phải có một lượng lớn carbon oxide hiện diện. Nhưng khí này lại tồn tại ở lượng khá thấp, như thể chúng đang bị tiêu thụ vậy.
các nhà khoa học còn phát hiện ra khí COS. Hợp chất này là một dấu hiệu của sự sống. Một phát hiện thú vị khác đó là sự tồn tại của khí H2S và khí SO2. Hai khí này khi gặp nhau sẽ phản ứng và tạo ra lưu huỳnh kèm với nước. Vậy nên, việc hai khí này cùng tồn tại trong khí quyển sao Kim chỉ có thể được lý giải là hai khí này được sản sinh ra liên tục bởi một thứ gì đó. Thứ đó có thể là vi khuẩn. Một số loài vi khuẩn trên trái đất cũng có khả năng đặc biệt này. Với những khám phá đầy hứa hẹn như vậy, thật sự khó chịu khi chúng ta không thể tiếp cận hành tinh này để có những nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Bầu khí quyển của sao Kim là quá dày, với những đám mây tạo ra mưa axit sulfuric, lướt đi với tốc độ 360 km/h, nhanh hơn cả những cơn bão cấp 5 tại trái đất. Khí quyển của sao Kim dày tới mức mà nó tạo ra áp suất bề mặt giống như áp suất bề mặt của đại dương ở độ sâu 800m. Nếu như chúng ta đứng trên bề mặt của sao Kim, chúng ta sẽ bị nghiền nát. Trong khi đó, nhiệt độ của hành tinh là cao hơn cả nhiệt độ của đầu thép bị nung đỏ. Biến hành tinh khác thành thuộc địa luôn luôn là mong mỏi của con người, và sao Kim là một ứng viên tiềm năng. Mặc dù điều kiện môi trường ở đây rất cực đoan, nhưng các nhà khoa học vẫn lạc quan về hành tinh này. Như đã nói, cách mặt đất 50 km, điều kiện môi trường trên sao Kim là tương tự như trái đất. Áp lực và nhiệt độ ở mức vừa phải, an toàn với những đám mây axit và bầu khí quyển đủ để bảo vệ con người khỏi bức xạ nguy hiểm từ mặt trời. Điều kiện ở đây thậm chí còn lý tưởng hơn cả mặt trăng và sao Hỏa. Những người tiên phong đến sao Kim không phải lo lắng về vấn đề nước và năng lượng. Ở đây vẫn có đầy đủ ánh sáng mặt trời và nước có thể được tách ra từ khí quyển. Nhưng đừng tưởng đây là lý thuyết của khoa học viễn tưởng. Các nhà khoa học đã lên kế hoạch đưa con người đến sinh sống tại đây. Ý tưởng của họ là xây dựng một thành phố của khinh khí cầu trên sao Kim. Con người sẽ sinh sống trong các khinh khí cầu lơ lửng trên bề mặt của hành tinh. Một thành phố bay, nơi con người có thể xây dựng một nền văn minh mới, giống như trong khoa học viễn tưởng. Kế hoạch này đang được tạm hoãn và chờ đợi công nghệ của con người đủ tiên tiến để hiện thực hóa nó. Nhưng đây là kế hoạch mà các nhà khoa học và cơ quan vũ trụ nghiêm túc cân nhắc, đặc biệt là khi họ nhìn vào xu hướng khí hậu của trái đất trong những năm gần đây. Có thể khẳng định, sao Kim mà chúng ta biết ngày hôm nay chính là tương lai của trái đất sau này. Các nhà khoa học ước tính, chúng ta còn 1,5 tỷ năm nữa để tìm ra một ngôi nhà mới trước khi trái đất bị mặt trời biến thành vùng đất chết. Nhưng trước khi mặt trời làm việc đó, con người đã từ từ thực hiện công việc đó rồi. Chúng ta khai thác tài nguyên của trái đất, giải phóng carbon vào không khí và tự gây ra hiệu ứng nhà kính. Nhưng carbon trong không khí thậm chí không phải là mối lo chính của chúng ta. Mặt trời đang dần trở nên nóng hơn, trong điều kiện ấy, nước sẽ bốc hơi nhiều hơn. Và hơi nước đóng góp đến 75% vào quá trình nóng lên toàn cầu. Không phải khí carbonic, không phải khí methane, hơi nước mới là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Yếu tố này cộng hưởng thêm vào quá trình đốt nhiên liệu của con người. Việc trái đất trở thành sao Kim sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta buộc phải rời khỏi hành tinh nếu không muốn bị diệt vong. Hoặc là chúng ta có thể xây dựng một thành phố bay trên sao Kim để chuẩn bị. Tương lai của con người là khá ảm đạm. Hy vọng khoa học và công nghệ của con người sẽ đủ tiến bộ để giữ cho chúng ta tồn tại trong vũ trụ rộng lớn. Bạn vừa khám phá một nơi vô cùng nóng bức, hay là bây giờ chúng ta hãy khám phá một nơi cực lạnh để trung hòa lại cảm giác nhé. Bạn có biết dưới lớp băng của Nam Cực tồn tại một bí ẩn đã gây sốc trên toàn thế giới hay không?